Bảo tàng lịch sử Đài Loan vừa cho biết, 4 tác phẩm tranh bao gồm The Dove, The Youth Circle, Dove Vision và Murder in Child của danh họa Picasso mà bảo tàng này đang cất giữ. Trên đó đều có chữ ký của danh họa người Tây Ban Nha Picasso. Picasso qua đời vào năm 1973, khi đó bảo tàng đã mời họa sĩ Đài Loan tại Pháp Trần Tuệ Khôn và người đại diện của văn phòng đại diện tại Bỉ phụ trách việc mua tranh chép của danh họa Picasso để mang về Đài Loan triển lãm và sưu tầm. Cho đến gần đây, khi bảo tàng lịch sử đóng cửa để tu sửa, thì mới phát hiện có một số tranh đẹp sắc sảo đến mức không bình thường. Giám đốc bảo tàng lịch sử ông Lưu Tân Điền nói, những bức tranh này bất kể là chất lượng giấy hay cách chế tác đều rất đẹp, cho nên chúng tôi và các chuyên gia đều cảm thấy rất phấn khích. Ông Lưu Tân Điền còn cho biết, các chuyên gia như giáo sư Trung Hữu Huy cho rằng, sau năm 1963 mới có đánh số cho tranh vẽ, cho nên họ nhận định đây có lẽ là tranh gốc của tác giả. Bảo tàng lịch sử kiểm tra và quan sát tác phẩm tranh vẽ là muốn để cho người dân có thể lần nữa chiêm ngưỡng những tác phẩm nổi tiếng này. Các chuyên gia nghệ thuật của thời ấy đã tốn bao nhiêu tiền để mua lại tác phẩm thì chúng ta không biết được, nhưng chắc chắn rằng họ đã mua được một bảo vật vô cùng giá trị. Việc này cũng đã khiến cho không ít người yêu thích nghệ thuật hy vọng bảo tàng có thể tổ chức triển lãm tranh gốc của Picasso để mọi người được dịp tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của danh họa tài ba nổi tiếng trong lịch sử này.